Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Về với huyện An Lão, Hải Phòng, Đỗ Sinh đến thăm vườn cảnh nhà anh Đặng Nghiên. Vâng, anh Đặng Nghiên là ủy viên thường vụ ban chấp hành Hội Sinh vật cảnh thành phố Hải Phòng và là chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng. Vườn cảnh của anh Đặng Nghiên, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng. Một không gian cũng tương đối rộng và đủ tất cả các cái kích thước cây lớn nhỏ và chủng loại cây cũng rất là đa dạng phong phú. Với cái thời gian chơi cây cũng tương đối lâu năm, một số những cái tác phẩm anh đã duy trì được với cái thời gian trong vườn nhà mình. Với tuổi trời, tuổi của cây cũng như là tuổi chậu rất là lâu rồi, có giá trị rất là cao. Vâng, chào anh Nghiên nhé. Chào anh Đỗ Sinh. Vâng, qua cái chương trình Đỗ Sinh về với thành phố Hải Phòng, chúng ta cùng nhau chia sẻ vườn anh Đặng Nghiên đến với các bạn mà tôi tâm đắc nhất. Và tôi sẽ xây dựng ngay hình ảnh ban đầu cuốn video này, đó là một tác phẩm khế để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Và hướng này thì nó hơi ngược bóng một chút, nhưng mà nó chỉ có hướng này là hướng là bề mặt bên phải của cây. Và bây giờ chúng ta cùng nghe anh Đặng Nghiên giới thiệu về cái tác phẩm khế mà một thời gian đã nhiều anh em trong làng chơi đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu và ghi hình chụp ảnh những cái tác phẩm khế của anh rất là đẹp như thế này. Nói về cây khế này đấy, tôi là Đặng Văn Nghiên ở thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Nói về cây khế này, thực tế nói là mình phải sử dụng cái từ là có duyên thì mới gặp được nó. Vì cái cây này nó mang tính ý nghĩa là một cây thì nằm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Có thể là mình nhìn qua cái cây khế này có thể là xuyên tâm, nhưng thực tế nó không phải là xuyên tâm. Nó là một gốc lên ba thân nó lại dính liền vào một ngọn. Thế vì vậy, đâm ra là rất nhiều người từ Nam đến Bắc được đánh giá cây này có giá trị dinh tế rất chi là cao từ cái chiều sâu của nó. Đây gọi là cổ kỳ mỹ văn. Nếu nói về cây khế này tôi cũng không dám nói rộng hơn nữa, nhưng đây nó là thực tế. Đường kính của nó trên 1 mét. Mà tổng thể từ mặt chậu lên nó chỉ cũng không có hơn mét thôi, chưa đến 2 mét, tổng đến tay lá trên cùng đó. Thế nên vì vậy đâm ra được vừa rồi ấy, năm 2018 đã đi triển lãm ở Đồng Mô, đã được giải vàng ở tại Đồng Mô và được rất nhiều nhà báo, ví dụ như là các nhà báo, thậm chí là báo Hương Sắc Đỗ Sinh này, rồi nhà báo doanh nghiệp tuổi trẻ này, rồi ba bốn nhà báo đã được về làm cái phóng sự về cây khế này, nói đến gần như là cả nước là mọi người đều biết đến nó. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Đặng Nghiên để chúng ta giao lưu. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ cận cảnh các phía từ bệ cho đến tay chi trên ngọn của cây khế cổ. Nó được xuất phát từ nguồn gốc từ Phú Thọ và đã qua bốn đời chủ, đã qua là bốn người đời chủ sở hữu về cây khế này rồi, tôi là người thứ tư. Thế vì vậy đâm ra nó nằm ở trên núi đá, nếu để đánh giá cây này chắc chắn là nó về một vài trăm năm rồi, chứ không còn là cái chuyện không còn là thời gian để không thể ngắn được, vì nó nằm trên núi đá thì là toàn bộ là trên thân nó còn đá còn găm trên người nó rất nhiều. Vâng, ở đây chúng ta nhìn thấy một viên đá ở trong chính giữa thân này. Đây này. Cái hốc này là đào đá ra này. Những cái này là mình đào đá ra còn nguyên một cái hố của nó này. Đây viên đá vẫn bị ngậm, được ngậm trong cái rễ này. Và đây chính là những cái vị trí mà tưởng là vết đục vuông góc nhưng không phải, đây chính là viên đá nằm ở trong này. Đây này. Cả và đây vẫn còn này. Những người ta toàn găm đá này. Đã đào ra. Đào cậy bỏ ra đúng không anh? Dạ, đúng rồi đó. Đấy, đây viên đá đây. Và viên đá lớn hơn cả nữa là dưới gầm, tôi soi cho các bạn xem. Đấy, bây giờ ta chạy đi xung quanh.
để cảm nhận cái bệ của cây khế cổ đẹp như thế nào. Đó, viên đá đây. Và đây là một thân chính. Đây một thân nữa. Và sang bên kia là một thân nữa. Ba cây thì lại dính liền thì bọn nó lại liên kết với nhau. Vâng. Cái điểm này điểm liên kết. Đúng rồi. Của ba thân giao nhau. Đúng là cuối cùng thì xuất phát thêm một ngọn khế này, khế chua. Quả thì rất to, có quả đến 5-6 lạng đó. Vâng, chúng ta nhìn cái quả khế này có sướng không? Trên nửa ký một quả đó. Quả rất to. Và đã là khế cổ là khế thì chua. Là phải khế chua. Chứ khế ngọt thì mọi ngày ít lắm. Đa phần là khế chua thôi. Quả sai và rất là to như vậy. Được cái cây nguyên bản chứ nó không có... Vâng, tôi cũng vừa soi với các bạn số điện thoại của ông Đặng Văn Nghiên. Chúng ta thưởng thức trọn vẹn tất cả các hướng, các vị trí của cây khế cổ. Qua hình ảnh này tôi thấy là để có một cây khế cổ mà nguồn gốc từ trên rừng khai thác về thì cái khẳng định tuổi thì chắc chắn là không thể dùng cái từ gọi là 100 năm rồi để có một bệ khế nó già như thế này. Đúng, cũng phải vài trăm năm rồi. Nó chùn hết thế này rồi mà. Cái này nó có ý nghĩa trường tồn. Vâng. Một cây nằm chẳng lên non, ba cây chịu lại nó phải nơi cao nó. Đoàn kết đấy, đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết đây. Dạ. Ba thân cây khế chụm lại để thành một thân chính đưa lên làm ngọn. Và xung quanh điểm lại là những cây khế, cây tử. Mà quả của cây tử đây chúng ta quan sát. Vâng. Tại triển lãm Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam. Tác phẩm Cây Khế Cổ của ông Đặng Văn Nghiêm đã đạt giải vàng. Bây giờ tôi muốn ông đứng trước tác phẩm khế để tôi lấy một kiểu ảnh. Đó là cái ảnh đại diện của cuốn video này luôn. Rồi tôi chụp nhá. Xong rồi, cảm ơn ông. Vâng, Đỗ Sinh cũng xin tiết lộ với các bạn là trong cuốn video này tại vườn ông Đặng Văn Nghiên, Đỗ Sinh chỉ giới thiệu về khế thôi. Bởi vì qua tìm hiểu được biết ông Đặng Văn Nghiên có giới thiệu với chúng ta những bệ khế đẹp và đều là những cái thời điểm quả sai chữ và rất là to, chín rực rỡ như thế này. Đây là một cây khế dáng trực thôi. Nhưng mà có một cái tay đưa ra rất xa. Đấy, đây với cái bóng này chúng ta cảm nhận được này. Nó hơi ngược sáng một chút nhưng mà thôi được, không sao đâu. Đấy. Sau đó tôi sẽ cận cảnh với các bạn cái hình ảnh cụ thể hơn. Đấy, ông đứng đấy là tôi lại chụp kiểu ảnh nhá, cây khế thứ hai này, cây khế rất đẹp. Rồi. Cái đường kính gốc theo ước tính thì bao nhiêu khoảng anh Nhiên? Vâng. Đường kính 80 ạ. Đường kính 80. Dạ. Vâng, tức là vành vành 2m4 đấy. Dạ vâng, chiều cao của cây này ấy, là tròn 3m2 ạ. Từ mặt chậu. Từ mặt chậu lên đỉnh ngọn là 3m2. Đúng cả lá đấy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và nếu nói cái bệ như vậy thì hơi bị. Vâng, chúng ta đi xung quanh nhìn cái các cái phè rễ ra tạo những cái móng rồng đẹp như thế này đây. Và những cái u sần rễ đưa ra rất đều các phía. Nếu để mà nói cái bệ khế được như cái khế này là cũng phải nói là hiếm. Cây thì nó trực với giá trị nó không so với cây nghệ thuật khác, nhưng được cái là nó có cái bệ. Cây này bệ quá đẹp luôn. Cây này
cũng thuộc được hàng tuổi. Vâng, tuổi cũng phải tính đến hàng trăm năm thật. Đấy. Cây này em đã được mua tại một nhà địa chủ ngoài trước đó. Nguồn gốc. Nguồn gốc của một nhà địa chủ ngoại ngành. Và cũng ở địa bàn An Lão mình. Dạ vâng ạ. Cũng ngay địa bàn An Lão mình. Cũng là cây chua mà. Quả thì thôi. À, bây giờ chúng ta lên trên phần thân và tay cành với những cái chùm quả dày đặc và quả rất lớn như thế này. Nếu để mà bộ tay cành này thì họ làm thì được 20 năm rồi. Vâng. Phải 20 năm rồi thì mới có được cái tay đoàn nó to, đường kính của mình. Cái đường kính ở chỗ cái đoạn tay làm kia nó gần 20 mà. Vâng. Đúng là cái cổ ra nó khoảng 20 phân cái đường kính của nó. Một tác phẩm khế dáng trực rất là cân đối về chiều cao cũng như là kích thước và bề ngang của gốc bệ. Đẹp quá. Vâng, đó là cây khế thứ hai. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp đến cây khế thứ ba đi. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với cây khế thứ ba. Cái này có tác phẩm mang ý nghĩa quần tụ. Vâng. Ôi trời ơi. Chín vàng rực rỡ nhưng mà dày đặc này. Nhiều lắm rồi đấy. Vâng, như là những cái quả khế vàng luôn. Đúng là ăn quả khế trả cục vàng này. Tuyệt vời không? Đẹp quá nhỉ. Quá là tuyệt vời. Nếu nói về quá thì không còn nói. Vâng, không còn lời để tả nữa. Đợi bữa trước ấy, nó còn chát chít rồi cơ. Cái này nó dụng nhiều lắm rồi đó. Nó chín nó ra xuống. Nó chín thì nó sẽ mềm cuống thì nó rơi xuống. Và quả cũng toàn 4 5 lạng mà cứ một ký hai quả đó. Quả rất to. Vâng. À, cây này thì cũng chiều cao cũng rất là khiêm tốn. Thế chiều cao thì cái đường kính của cái chậu này ấy là mét rưỡi. Vuông. Đường kính chiều ngang thì khoảng đều mét rưỡi. Vâng, mét rưỡi mét rưỡi. Cái cây từ mặt chậu lên đến đỉnh có mét 6 rồi. Vâng. Như vậy là ngang với chiều cao của chậu. Thân chính của cây này nó đường kính của cái cây ăn nên nó có cái trụ dưới này không nói. Nhưng đường kính ăn nên nó được khoảng 25 phân thôi. Cơ bản cái bệ đẹp. Cái bệ thì là cái bệ đẹp. Đây bệ nó khoảng 3 năm. Cây này thì em được mua từ Hầm Hải Vân. Vâng, sang cây thứ tư đi. À, chúng ta cùng nghe anh Đặng Nghiên giới thiệu. Vâng, cây này thì là em đã mua từ Hầm Hải Vân. Đấy là gọi là lăng cô của Huế đó. Và rắc mới lại đi qua hầm sang kia là Đà Nẵng rồi. Thì em được mua cái khế này nhưng mà giống khế miền Nam nên là khế thì khế chua nhưng quả nó nhỏ anh ạ. Quả vâng. Rất sai, anh tiến quay cho mé này nó rất dày. À, ta chia sẻ cái phần bệ thân trước này.
Vì tôi nghe loáng thoáng là anh đang sở hữu một cây khế như bàn tay Phật đúng không? Những giống như quả Phật thủ dựng ngược. À, giống như quả Phật thủ dựng ngược à? Vâng, đây là anh đưa hết cả cái gầm này, anh thấy không? Nó như là... Được rồi, có nét giống. Đây là những cái múi của Phật thủ. Như phía này mà nếu mà cắt hết lá đi nó toàn quả không? Mỗi vâng. Đứa nó nhỏ anh. Quả nhỏ, sai thì sai giật nhưng mà quả nhỏ. Khế Nam đây mà. Đúng rồi. Thế nên cái giá trị của khế Nam nó không bằng khế Bắc ở chỗ này đây. Đây, quả phải nói rất thật kiếp với nhau là lắm. Sai. Tại sao ấy, người Bắc lại không hâm mộ cái khế Nam? Là đây là tôi ở trong vườn tôi có, tôi đại diện cho rất nhiều khế nhưng mà tôi đại diện cho quay cái video này khoảng 4 cây khế thôi. Có 3 cây khế Bắc và 1 cây khế Nam. Còn những cây khác thì còn nhiều. Vâng, khế Nam quả nhỏ nhưng mà cũng sai không sai kém thì nó thậm sai. Chí còn kéo còn sai hơn đấy. Dạ vâng, sai thì sai hơn nhiều lắm, nhưng mà muốn đợi quả nhỏ thôi. Nếu để mà cắt thì có khi quả nhiều hơn lá này. Bây giờ mà nếu mà bây giờ lọc đi thì đúng là chỉ có trơ, chỉ có quả không thôi. Đẹp quá. Vâng, quả Phật thủ để ngược. Đúng rồi. À, đó là cây khế thứ tư chúng ta được anh Đặng Nghiên giới thiệu và chia sẻ với chúng ta. Tổng số vườn khế của anh có bao nhiêu cây? Dạ, 13 cây khế. 13 cây khế tất cả. Dạ. Đây chỉ là những cây mà đại diện cho 13 cây khế ở vườn anh Đặng Nghiên. Ví dụ như ra góc kia, ra những cây góc kia. Vâng, ngoài 4 cây khế đại diện, tôi cũng đi tiếp một vài cây nữa để soi cái bóng thôi. Chúng ta cảm nhận là tất cả những cây khế ở vườn ông Đặng Nghiên đều có một nét chung là sai quả rũ rượi và quả rất to. Ôi dồi ôi, chín rực rỡ này. Và đây một cây nữa. Đây cũng là cây cuối cùng tôi soi để chúng ta chuyển sang video tiếp theo. Đến những cái dòng cây khác còn lại ở vườn cảnh ông Đặng Văn Nghiên. Vẫn cái chủ đề là quả nhiều hơn lá. Khi vừa soi, nhìn này, nếu mà soi ta... sợ quá này. Nó rụm hết chỗ. Đây chỗ này có cái lá nào đâu. Cái đùm này nó 20 quả, có cái lá này, nào cái không? Cái bông nó đẹp lắm nhưng mà khi giờ quả nó nhiều quá nó kéo rũ hết. Nó kéo rũ xuống, nó kéo rũ xuống, nó không còn cái mái đẹp đẹp nữa đúng không? Đó, nó kéo rũ. Và cái phần bệ này tuyệt vời chưa? Mà tác phẩm cây này đã được tham dự ở Đồng Mô rồi anh ạ. À đây cũng cây này đem đi Đồng Mô à? Dạ vâng, hôm ở Đồng Mô có cây này đấy. Vâng. Đấy. Sau khi giới thiệu tác phẩm khế này nữa thì tôi xin dừng cuốn video này để chuyển đến một cuốn nữa. Những cây khác ngoài khế ra để chúng ta được chia sẻ vườn cảnh anh Đặng Văn Nghiên. Vâng, để tôi chụp kiểu ảnh nhé, xong là để kết thúc cuốn video này. Xong rồi. Rồi, cảm ơn anh.